Hôm nay anh em ở sàn Tây Nguyên sẽ giới thiệu cho bạn một loại đá có thể trừ tà ma cực kỳ tốt, được các chuyên gia phong thủy khuyên sử dụng. Đá vàng găm, trước mắt các cô các bác đây là đá vàng găm, vàng găm trừ tà hay còn gọi là búa sấm sét, để chuyên trừ tà ma. Đây các bạn, các cô bác nhìn thấy những ngôi nhà nào mà gần bãi thang ma hay gần mồ mả hay nhà có người mất, cái chết tình cờ, hoặc mua một ngôi nhà nào có vong linh thì được các chuyên gia phong thủy sử dụng. Người ta có thể dùng khi xây nhà, họ sẽ chôn đá này dưới móng hay dưới bậu cửa phía sau để có thể khử được, như là tránh được tà ma, ngôi nhà sẽ được dương khí. Nếu các bạn có thể dùng đá này bỏ vào cái túi nhỏ và để cho trong phòng ngủ ở dưới ngay dưới gầm giường, sẽ tránh được có thể khử được, như là tạo năng lượng dương và khử được tà ma. Đấy là các chuyên gia phong thủy. Có một số bạn thì dùng những cục như thế này để ngay phòng khách để tăng năng lượng dương cho ngôi nhà của mình. Đây gọi là vàng găm, tên tiếng Anh perit, đá vàng găm trừ tà. Đây các bạn nhìn thấy nó rất là giống vàng. Mọi người đào cục này lên ai cũng lầm tưởng là vàng, nhưng không phải, đấy là vàng găm rất chi nặng, hay dân gian gọi là vàng của kẻ ngốc. Ai tưởng là vàng nhưng không phải, vàng găm, một búa sấm sét chuyên trừ tà ma, được các chuyên gia phong thủy chuyên sử dụng. Nếu như ngôi nhà của bạn gần lò mổ, gần bãi thang ma hay nhà có âm khí thì loại đá này là loại đá mang dương khí cực mạnh, tốt nhất để khử tà ma. Anh em sàn Tây Nguyên chuyên các loại đá phong thủy, nếu có dịp mời các bạn ghé thăm anh em nhà sàn Tây Nguyên, hoặc gọi điện anh em nhà sàn Tây Nguyên để tìm hiểu thêm các sản phẩm về đá. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.